Tôi đang đứng ở trên cầu Vĩnh Phú. Và con cầu này nó là con cầu lịch sử. Tại sao lại gọi là lịch sử? Bởi vì trước kia thì Vĩnh Phúc và Phú Thọ được tách ra từ Vĩnh Phú. Và với cái việc cái cầu mong ước này chuẩn bị được đi vào sử dụng, chuẩn bị được thông cầu vào ngày 2 tháng 9, thì hôm nay tôi có dịp vào đây để chia sẻ với anh chị em là lịch sử thời chúng tôi biết được, bắt đầu có được nhận thức thì lúc đấy chúng tôi thuộc về Vĩnh Phú. Nên là con cầu này muốn nhắc đến tất cả các thế hệ biết rằng cái lịch sử nó mang tên giữa hai cái tỉnh Vĩnh Phúc và Phú Thọ. Và điều đặc biệt trong video này, bạn hãy xem hết ở cái video phần cuối, thì tôi sẽ cho bạn biết tại sao đất nước Bác Sông Lô này lại là làm nghề về Bát Tràng. Và tại sao ở Bát Tràng thì nó lại thuộc về con sông Hồng, thuộc về thủ đô Hà Nội. Nhưng cái người mà đưa cái sản phẩm của Bát Tràng ra toàn quốc và có thể nói là bây giờ đang ra thế giới thì lại chủ yếu là người từ Đức Bác Sông Lô. Và người Đức Bác Sông Lô đã làm gì và tại sao họ lại làm như vậy? Ở đây thì để các bạn biết rõ về điều này đây ạ. Khởi đầu từ con sông này nhá các bạn nhá. Đây là con sông Lô này. Đấy. Đây là con sông Lô. Khi mà người dân ở đây với cái nhu cầu về sự phát triển thì họ đã rất là đói ăn, tức là cách đây khoảng 35 đến 45 năm về trước thì người dân ở đây là họ rất là nghèo, thì họ sẽ dùng thuyền bằng đi con sông này nhá các bạn nhá. Họ sẽ đi con sông này, họ lên phía đằng phía trên kia. Phía trên kia là phía đằng Tuyên Quang, Hà Giang, các tỉnh trên đấy. Họ sẽ đổi, tức là họ lên đấy, họ đổi lấy ngô, lấy sắn để đem về ăn. Họ đổi bất cứ cái gì đó. Đầu tiên là họ đổi những cái thứ miền xuôi này làm được, như là rau, củ, quả hay là các loại mà miền xuôi có. Sau đó thì họ phát hiện được cái nhu cầu ở người vùng cao, họ thiếu về bát ăn. Đấy, rất là hay chỗ này. Khi mà họ có ăn rồi nhưng họ thiếu cái bát ăn, họ chỉ ăn bằng những cái lá, những các thứ thôi, thì nó không thể đảm bảo về sức khỏe và nó không thể lưu lại được lâu dài. Thì họ đã thấy được cái nhu cầu về bát đĩa ngày một cao của người dân vùng cao. Nên là họ đã đi xuống theo con sông này, xuống với cái đất mà sản xuất về bát đĩa. Đó, họ phát hiện được cái nhu cầu đó, họ đã lấy cái bát đĩa từ ở phía con sông Hồng, tức là đây con sông Lô nhá, đi xuống dưới kia sẽ xuống ba sông ở Bạch Hạc, thì sẽ đi tiếp con sông Hồng nữa và xuống đến Bát Tràng. Và khi xuống đến Bát Tràng thì đó là cái làng nghề gốm rất là lâu đời, hàng nghìn năm rồi. Họ sẽ đem cái bát đĩa rồi là các dụng cụ gia dụng ở đó, họ đem lên trên vùng cao, họ đem lên các tỉnh trên này để họ đổi lấy sắn này, lấy ngô này, lấy các loại lương thực ăn. Thì đấy là cái hình thành và phát triển từ cái nhu cầu như vậy, thì họ đã phát triển lên cái ngành nghề gốm sứ. Vì thế mà rất là nhiều người thấy là trên toàn quốc này những người buôn về gốm sứ thì lại xuất phát từ ở Đức Bác Sông Lô này là chủ yếu anh chị ạ. Đi toàn quốc chúng ta đều gặp những người buôn về gốm sứ này thì chủ yếu là xuất phát đầu tiên ở Đức Bác Sông Lô nhá. Còn tất nhiên thì bây giờ thì lan rộng ra các xã lân cận, và những cái xã lân cận cả Bát Tràng họ thấy được làm ăn đó, cái nghề đấy cũng kiếm được tiền thì họ cũng đã đi cái nghề này rồi. Vì thế mà những người Đức Bác Sông Lô họ là người đầu tiên đi lan tỏa cái sản phẩm Bát Tràng đến với các bạn ở trên toàn quốc và bây giờ sang quốc tế các bạn nhé. Cảm ơn các bạn hãy theo dõi hết video này của Tam Gốm Sứ nhá. Xin chào và hẹn gặp lại video tiếp theo. Đây là nơi khởi nguồn của người dân Đức Bác đến với gốm sứ Bát Tràng. Này, người dân Đức Bác đã biết đi buôn, đã tìm được đến gốm sứ Bát Tràng là từ con sông này nhá. Đó, bắt đầu tìm nguồn ở đây. Bắt đầu tìm đến là đi buôn gốm sứ Bát Tràng từ đây. Và đây là làng quê tôi, làng quê Đức Bác Sông Lô Vĩnh Phúc. Và nhờ vào con sông Lô này, họ đã đi tàu từ đây nhá, đi tàu từ con sông này để mà xuống con sông Hồng và tìm đến đất Bát Tràng. Từ đấy lấy những đồ ở Bát Tràng, khởi đầu là nhu cầu về đồ gia dụng và dần dần phát triển lên các loại đồ chơi, đồ trưng bày để đi khắp nơi trên toàn quốc. Và đến bây giờ thì con sông này người ta ít đi bằng đường thủy nhưng nó vẫn gọi là con sông huyền thoại, con sông kỷ niệm nhé. Đó. Và đây. Đây, con sông này là con sông lịch sử, con sông Lô nhé. Và chuẩn bị kết thúc những cái con phà kia là thay bằng con cầu này.